Ok, chào các bác này. Hôm nay điện máy An Gia tiếp tục lên video này. Video này giới thiệu cho các bác một con máy lọc không khí Panasonic nhá. Đấy. Con này là Panasonic FVC70XS này, date 2020 mọi người nhá. Nano X. Đấy. Nó cực kỳ là tuyển luôn mọi người ạ. Cực kỳ là tuyển luôn. Con này nó gần như không có vết xước luôn mọi người nhá. Màu vân gỗ mà nó đẹp như này. Con tất nhiên là con này nó đi hàng bay rồi. Hàng đấu giá lướt đi được hàng bay mọi người nhá. Và date là 2020, nó gần như mới luôn. Đấy là một con cực kỳ ok. Nano X mọi người nhé, phải là Nano X. Bây giờ em không bán Nano E nữa. Nano E chỉ những con đời thấp thôi. Bây giờ em bán Nano E, tất cả bên em sẽ là hàng lướt Nano X hết. Đấy, những cái con 70 với 90. Đây mọi người nhé, mình đã quay sang phía đằng sau cho mọi người xem này. Đấy, mình sẽ phóng to hơn đây. Đấy, thực ra nó là màu đen nhưng nó lại không có vết xước nữa sau lưng luôn. Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay những thông số cho các bác xem nhá. Đấy, con này là FVC70XS này. Đến 2020 con này công suất 60W. Dùng cho phòng độ khoảng 4-50m² mọi người nhé. Dòng này thì phải nói như nào nhỉ, khử mùi thuốc lá nó cực kỳ là kinh khủng luôn. Nếu mà dòng này mà khử mùi thì thực dạng là dòng ok nhất trên thị trường bây giờ. Đấy, gì dòng Nano X thì cái công nghệ diệt khuẩn nó gấp 10 lần so với Nano E mọi người nhé. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về con Panasonic vân gỗ cực kỳ tuyển này, date 2020 Nano X này, thì liên hệ bên em nhé. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi, hai Nano X mà những con mà date 2020 XS này nó không có nhiều mọi người ạ. Đấu giá mãi cũng chỉ được vài con thôi. Hôm nọ thì em đấu đúng là một tháng về được 3 con, thì một con trắng, một con nâu vân gỗ và một con này nữa là hết rồi. Đấy, còn bây giờ hiện tại chưa có, thời gian tới là chưa có con này. Ok mọi người nhá. Rồi, cảm ơn mọi người.